nói đi, với em, anh là cái gì hả? Anh Vàng giống như một chiếc khẩu trang vậy, tức là luôn kề cận mỗi em, bảo vệ em trước những hiểm nguy tiềm ẩn. Không, là sai một lần rồi bỏ. Bảo mày rồi, tình yêu cứ như bà, vậy mà vẫn thích ăn. Ta thường dặn tụi con phải luôn nhớ quan tâm, yêu thương nhau, các con có làm không? Tụi con luôn nhớ chuyện bỏ đùa, một cây dễ bẻ, nhưng một bỏ thì khó gãy, tụi con luôn quan tâm nhau mỗi ngày. Tốt lắm, ở đây ta có một lốc sữa chua, các con chia ra sao? Chia mỗi đứa một hộp, ăn một hộp sữa chua Vinamilk mỗi ngày, tăng cường đề kháng. Vậy còn một hộp cuối cùng thì sao? Dạ, ba đứa cùng ăn, ăn nhiều hơn một hộp cũng không sao, vậy còn ta thì sao? The next day. Chà, sao tờ di chúc chia tài sản này không có phần của tụi con? Thế hôm trước, tụi mày ăn sữa chua có phần của tao không? Anh chàng này đang thi bằng súng, nhưng cả ba phát súng bắn ra đều tạt. Bê súng ốt. Không, không, không. Thế này thì trượt rồi em ạ. Bắn súng nó cũng như làm từ thiện ấy, cái tâm nó phải đặt lên đầu. Hoàng tử mèo đi đến một tháp cạnh nó, thì thấy một mái tóc dài rủ xuống. Thế là cậu ta liền túm lấy mái tóc rồi leo lên. Hẳn là một nàng công chúa xinh đẹp đang chờ ta. Rồi ôi, thì ra đây không phải là tóc mà là chùm lông nách đã. Khi tìm dòng chữ thuốc gây mê trên Google, thì Google đề xuất thuốc gây mê được sáng chế năm 1846. Ủa, vậy thì trước năm 1846, bác sĩ gây mê bệnh nhân bằng cái gì ta? Không biết nữa, không biết nữa. Các bác sĩ năm 1845. Bác thợ săn ơi, cháu phát hiện ra chỗ bầy sói trốn rồi. Thật á, dần bác tới nhanh. Bị lộ rồi, chuồn thôi anh em. Chúng nó trốn đây nè bác. Đề nghị chị giao ba con sói ra đây. Ôi bác ơi, bác lấy sói kia là tất, loài siêu mỏng hay có gai ạ? Ba có biết là tụi gấu trúc đỏ hay đừng giơ hai tay lên để hù dọa kẻ thù không? Cú te dạ, hù kiểu đỏ ai mà sợ chơi. Mày thử nhau vô xem coi sợ hay không. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.